Rồi, xin chào 500 anh em. Hôm nay shop sẽ hướng dẫn các bạn là thay thế và set up remote nâng cấp radio lên RC4 cho các dòng xe Nitro hoặc là xe Bajaj xăng 95 nha. Này remote zin của con Bajaj này. Ha. Đây là radio lên RC4GS này. RC6GS thì cũng tương tự như vậy. Thì kèm theo remote radio lên là nó sẽ có con receiver ha. Thì chúng ta sẽ thay con receiver này vô phía trong ruột của xe và tháo con receiver zin của xe ra. Rồi sau khi mở hộp receiver ra đó, thì đây là con receiver zin của xe nè. À, thì chúng ta để ý là nó có kinh 1 là channel 1 nè, kinh 2 là channel 2 nè, kinh 3 là channel 3 nè. À, mình xài kinh 1 là lái, kinh 2 là ga, kinh 3 là để nó gắn pin ha. À. Rồi bây giờ á receiver mới á chúng ta rút lần lượt ra ha. Dây nguồn để qua bên nè, dây này là servo lái nè, dây màu trắng nè, kênh số 1 rút ra gắm vô receiver mới là gắm vô kênh số 1. Chúng ta để ý nhớ là cộng trừ và cái dây tín hiệu thì thường á trên receiver nó sẽ có nốt nè, cộng trừ hoặc dây tín hiệu nè, cộng trừ hoặc dây tín hiệu. Rồi tiếp tục là dây số 2, dây số 2 là channel 2 là kênh ga. Kênh ga này dẫn vô servo ga mà để kéo ga động cơ nha. Xe Nitro hoặc xe Baja đều có servo lái, servo ga cũng vậy, gắm vô kênh số 2. Nha, gắm vô kênh số 2. Rồi, dây còn lại là dây pin nè, dây từ pin ra thì chúng ta gắm vô kênh nào cũng được. Rồi, bây giờ tạm thời chúng ta gắn vô kênh số 3 đây, kênh số 3 không có xài. Rồi. Rồi, sau khi gắn pin vô remote á, chúng ta bật remote lên trước. Rồi, thao tác nhận sóng á, bằng cách á, là bật receiver lên sau. Ha. Rồi, nếu receiver chưa nhận tín hiệu á, thì chúng ta nhấn một vô cái nút ở ngay bên hông receiver nè. Bên hông receiver có cái nút nhỏ nè. Đó. Ha. À, nhấn vô giữ cái nút nhỏ đó. Rồi. Đây receiver đứng đèn là nó sẽ nhận sóng. Rồi. Kiểm tra nè. Ha. Đã nhận sóng rồi. Bây giờ á chúng ta kiểm tra là lái và ga nó có thuận hay không nè. Bây giờ á là này đang ngược nè, thấy không, đang ngược nè, thì bây giờ nhấn hai nút vô vô menu nè, tìm một revert nè, trước tiên là đảo kênh lái nè, nhấn enter nè, xong rồi đảo lại nè, nè rồi bây giờ nó là phải nè, trái nè, rồi đúng rồi ha, kênh ga như thế nào, kinh ga cũng đang bị ngược. À, này đá nó này là đá thắng nè, này cò ga nó nhảy nè. À, vậy là sai, kinh ga cũng ngược. À, chúng ta lại vô menu. Tìm một revert ha. Rồi đảo luôn ga. Rồi. Kiểm tra nè. Bóp cò ga là con lấy ga nó phải nhảy nè, lấy ga trong xe đó. À, đá thắng nè. Đá thắng. Đá thắng này, hai cây thắng này, đó. Rồi. Một mục quan trọng nữa là fail safe. Fail safe có nghĩa là khi mà ra khỏi tầm sóng của remote á, thì nó phải tự đá mọi thứ về mức không. FS là fail safe nè. Để khi nó lố sóng remote á, thì xe nó sẽ tự dừng lại, không lên ga nữa. Thì chúng ta chọn là set nó lái nè, TH là ga nè, cái TH này là quan trọng nè, những enter là để nó lưu cái vị trí cò ga hiện tại khi mà receiver nó mất sóng remote. Test bằng cách á
hiện nay nè, nè cò ga kéo lên nè, đó cò ga nhích lên nè, ha cò ga nhích lên. Bây giờ chúng ta giả dụ là chúng ta đang bóp cò hết cỡ nè, đó lấy ra nó đá gì với chỉ số không ha, ra rồi là trường hợp ra khỏi tầm sóng á ha. Rồi rồi vấn đề chim bánh xe đó là hiện tại là ví dụ như chúng ta có là bánh xe nó bị lệch sang trái hay là bên phải, thì ở trên cái remote nó sẽ có cái nút là ST nè, bên hông nè, thấy chưa, nó có chữ ST nè, cần gạt ST nè, và chúng ta để ý cái dòng ST ở trên remote nè. Bây giờ chúng ta gạt, cần gạt ST nè nha. À, bánh lái nó nhích nè ha. Thì chúng ta muốn nhích về hướng nào thì chúng ta đẩy về phía đó, bóp ga nhẹ nhẹ xong chỉnh thì cái ST trên ga nó sẽ chạy nè. Đó, bánh nhích là cái màn hình nó cũng chạy luôn. Rồi, cái này thì tùy theo xe thực tế chúng ta chỉnh nha. Một cái lưu ý quan trọng cuối cùng á, là khi chơi các loại xe xăng á, là luôn luôn á, là khi chúng ta chơi xong rồi á, thì chúng ta tắt máy xe trước, phải chắc chắn là tắt máy xe trước nha, kiểm tra là xe nếu mà chúng ta không thấy được đèn receiver thì kiểm tra tín hiệu có nhận được không nha. Ha. Đó, khi chắc chắn như vậy rồi chúng ta mới tắt remote nha. Thì nhiều bạn á, là chơi xe mà không có tắt máy xe này nè, nó hai con xe bồ ga ở phía trong này vẫn hoạt động, nó gồng á, có khi cháy receiver và cháy còn cả ổ điện ở trong này luôn á, hoặc là hết cạn pin. Rồi một cái lưu ý nữa là nhiều bạn á, nghe tư vấn ở đâu thì tôi không có biết, nhưng mà chúng ta đó là cái receiver á, thì có thể sử dụng pin cao, nhưng mà servo lái và servo ga thì chúng ta hạn chế không sử dụng pin 7V4 gắn vô trong cái hộp này, xài đúng sử dụng đúng pin zin 6V này mà hoặc là ICD nhé, chịu khó chút xíu đừng ham. Rồi, thank you.